Đất nước Việt Nam đẹp lắm, hùng vĩ lắm. Không chỉ là những thắng cảnh mà còn là những nét văn hóa truyền thống ngàn đời. Và mỗi nơi khi mình đặt chân tới đều là những trải nghiệm, những khám phá đáng nhớ. Mình cảm thấy mình còn quá nhỏ bé trước thế giới rộng lớn bao la. Thái Nguyên là tỉnh miền núi phía Bắc. Nơi đây không chỉ mang nét đẹp truyền thống lâu đời mà còn là một địa điểm du lịch văn hóa, ẩm thực, thắng cảnh và lịch sử. Cách trung tâm thành phố Hà Nội 80 km về phía Bắc, Thái Nguyên tiếp giáp với các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Đến với Thái Nguyên thì phương tiện giao thông di chuyển thực sự hết sức thuận lợi. Mình có thể di chuyển bằng xe máy, xe ô tô con hoặc xe khách với rất nhiều chuyến trong ngày. Và để trải nghiệm hết Thái Nguyên thì có lẽ là cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu như không có thời gian thì chúng ta sẽ đi đâu trước tiên? Hôm nay hãy theo chân Thúy Quỳnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những địa điểm mà bất kỳ ai khi nhắc về Thái Nguyên đều không thể bỏ qua. Thái Nguyên nổi tiếng với những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh tự nhiên và đặc biệt là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua trung tâm thành phố Thái Nguyên, đến với chợ đầu mối Túc Duyên, qua làng đào Cam Giá và đến với làng nghề bánh chưng Bờ Đậu, cùng nhau thưởng thức bánh chưng, một thức ăn đặc sản mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt Nam. Có lẽ khoảnh khắc mình cảm thấy thành phố Thái Nguyên đẹp nhất là vào buổi sáng sớm. Buổi sớm ở nơi đây thì mình có thể cảm nhận được sự yên bình và không khí trong lành, nhịp sống hối hả của một thành phố đang trên đà phát triển với những nét đẹp xen lẫn giữa hiện đại và truyền thống, cùng với những nụ cười, những nét đẹp lao động của những người dân và tiểu thương nơi đây. Chợ Túc Duyên là chợ đầu mối của thành phố Thái Nguyên. Nơi đây thì người dân họp chợ từ rất sớm, khoảng 1-2 giờ sáng để thu mua các mặt hàng, sau đó di chuyển đi khắp các hướng của thành phố Thái Nguyên mà thậm chí là của các huyện lân cận nữa. Dạ chào chào cô ạ. À. Cô ơi, mình có những loại hoa nào nhiều nhỉ cô nhỉ? Hoa thủy là hoa bắn hoa hồng, hoa dơn, hoa ly đấy, ba thứ đấy thì nhiều. Còn hoa cúc thì là bán phụ thôi. À, dạ vâng, cô đây là hoa hồng gì nhỉ? Hồng này là hồng Đà Lạt. À, cô cho cháu một bó hoa hồng nhé. Cô ơi, bình thường thì mình họp chợ từ mấy giờ hả cô? Chợ từ 10 giờ. 10 giờ đêm đến 7 giờ tối. Một ngày thì cô có bán được nhiều hoa không ạ? Bán được khoảng 500 hoa hồng với lại vài trăm cúc, mỗi thứ vài trăm thôi. Cũng chả bán được nhiều nhưng mà không như mọi năm. Mọi năm thì còn bán được 5-7 ế lắm. Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nhỉ cô nhỉ? Thế trong năm thì khoảng thời gian nào thì bán được nhiều hoa nhất hả cô? Nói chung năm nay nó có bán ế, nó bán đều đều, nó chẳng đắt hàng, lúc nào đắt hàng mấy cũng bình thường. Tết năm nay chẳng bán được, mỗi năm còn bán được, năm nay có bán được đâu. Ế nhiều, chẳng có người mua. Mỗi năm người ta còn mua một vài chục bông, năm nay cứ mua vài bông một đi. Cháu cảm ơn cô nhiều nha, cháu chúc cô đắt hàng ạ. À. Món ăn sáng được lựa chọn nhiều nhất ở thành phố Thái Nguyên có lẽ là những món ăn nhanh như là xôi, bánh mì, bánh bao với rất nhiều cách ăn khác nhau như là bánh mì trứng, bánh mì pate, xôi ngô hay là xôi vò. Và món xôi có lẽ không chỉ gắn liền với tuổi thơ của một mình Thúy Quỳnh đã không đâu, mà là còn với rất nhiều tuổi thơ của những người khác nữa. Cô ơi, cho cháu một suất xôi ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Cái cảm giác dưới thời tiết mùa đông 12-13 độ của khí hậu miền Bắc được cầm trên tay một suất xôi nóng hổi như này đây thực sự rất ấm áp và biết bao kỷ niệm của tuổi thơ ùa về. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức với Thúy Quỳnh nhé. Mình thì có những loại xôi gì ạ? Xôi đỗ, xôi xéo và xôi gấc. Xôi nhà mình thì được làm từ nguyên liệu gì nhỉ cô nhỉ? Từ gạo lếp, từ đỗ. Thế một ngày cô có bán được nhiều suất xôi không ạ? Cô bán một thúng rồi. Thế ăn kèm với xôi thì có những gia vị gì nhỉ cô nhỉ? Có muối vừng, có ruốc, có hành và có thịt. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Do tình hình dịch bệnh nên Thúy Quỳnh không thể trải nghiệm được hết tất cả những món ăn. Tuy nhiên nếu có dịp ghé thăm nơi đây, các bạn cũng đừng bỏ qua những món ăn vô cùng nổi tiếng như là bún chả Hải Nghị, ốc cao quán hay là thịt xiên nướng nhé. Đến với chợ Túc Duyên vào buổi sáng sớm thì các bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống vô cùng nhanh và vội vã nơi đây. Ngay lúc này đây thì Thúy Quỳnh cảm giác như mình được hòa mình và nhịp sống ấy và có thêm thật nhiều những hứng khởi cho một ngày dài làm việc.
Trải nghiệm chợ Túc Duyên vào buổi sáng sớm sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị nếu như các bạn có dịp ghé thăm nơi đây. Và sau đây, hãy theo Trần Thúy Quỳnh, chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm vô cùng hút khách và đặc biệt là các bạn trẻ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, đó chính là làng đào Cam Giá. Làng đào Cam Giá nằm ở phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chỉ 15 phút đi xe. Tại đây vào mỗi dịp cuối năm thì vườn đào Cam Giá trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bởi lẽ vườn đào nở cũng chính là dấu hiệu sắp tới ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Ngày Tết cổ truyền của Việt Nam hay còn gọi là Tết năm mới hay Tết Nguyên đán theo lịch âm phương Đông thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, tức 23 tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng. Và từ xa xưa thì cành đào ngày Tết đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Và bây giờ đây, hãy theo chân Thúy Quỳnh, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vòng vườn đào Cam Giá để cảm nhận cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đang đến gần nhé. Làng đào Cam Giá đã có truyền thống 40 năm, tuy nhiên phát triển mạnh nhất là vào khoảng 15 đến 20 năm trở lại đây. Tại đây, đào được trồng thành các luống, các ruộng với nhiều kích cỡ khác nhau, với hai loại đào chủ yếu là đào phai và đào bích. Tùy vào sở thích và cách chơi đào của từng người mà có những sự lựa chọn khác nhau. Mọi người có thể mua trực tiếp hoặc thuê các gốc đào có tuổi đào từ 10 đến 15 năm để trưng bày tại các gia đình hoặc cơ quan trong ngày Tết. Và nếu bạn có dịp ghé thăm Thái Nguyên vào dịp cuối năm như thế này thì đừng bỏ qua làng đào Cam Giá để được hòa mình vào không khí ấm cúng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam và lưu giữ lại cho mình những tấm ảnh bên hoa đào và táo dài nhé. Tạm biệt thành phố Thái Nguyên, hãy theo chân Thúy Quỳnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm và khám phá làng nghề bánh chưng bờ đậu. Làng nghề bánh chưng bờ đậu là làng nghề truyền thống nằm trên địa bàn xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây có gần 100 hộ gia đình làm bánh chưng để cung cấp đi khắp các nơi trong cả nước, nhất là vào những ngày giáp Tết, làng nghề lại càng nhộn nhịp, đông vui. Và làng nghề bánh chưng bờ đậu là một trong năm làng nghề bánh chưng nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam. Đây không chỉ là làng nghề có truyền thống lâu đời mà còn là làng nghề có kỹ nghệ làm bánh gia truyền mà không nơi nào có được. Hãy cùng Thúy Quỳnh khám phá nhé. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, chị đang gói bánh chưng phải không ạ? Chị ơi, để gói được một chiếc bánh chưng như thế này thì mình cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gì nhỉ chị nhỉ? Bánh chưng truyền thống thì cần chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu. Thứ nhất là mình phải cần chuẩn bị thịt này. Thịt thì thường phải chọn thịt ba chỉ tươi ngon nhất. Còn thứ hai là mình cần chuẩn bị gạo nếp. Thì đối với nhà hàng mình thì thường hay chuẩn bị gạo nếp là gạo nếp vải ở miền Bắc mình. Thế còn thứ ba là còn chuẩn bị đỗ, thì đỗ xanh là bóc vỏ đấy. Và thứ tư là mình còn chuẩn bị lá dong nữa. Lá dong thì mình thường lấy ở khu vực ở miền ngược. Và cuối cùng là dây lạt. Thì tùy từng địa phương khác nhau thì thông thường thì mình sẽ sử dụng lạt giang. Nhưng mà do hiện nay là nhà hàng khá là nhiều lượng bánh nên mình cũng có sử dụng các cái loại lạt khác nữa. Đấy là những cái nguyên liệu chính để mà gói bánh chưng. Ngoài ra thì còn có các cái loại gia vị, ví dụ như là hạt tiêu, không thể thiếu được hạt tiêu. Ngoài ra thì còn có cả muối. Thì đấy là những cái gia vị rất là cần thiết để mà tạo thành một cái bánh chưng. Dạ vâng. Thế chị ơi, những cái nguyên liệu như vậy thì chúng ta sẽ sơ chế như thế nào ạ? Để sơ chế được cái nguyên liệu bánh chưng thì khá là cầu kỳ và mất rất là nhiều thời gian. Ví dụ như là đối với lá dong này, thì mình lấy lá dong về mình phải tước, phải rửa lá cho thật sạch để ráo nước, rồi sau đó là mình sẽ tước lá. Thì khi mà tước lá thì đồng thời mình sẽ phân loại lá bên trong, thì mình sẽ phân loại làm sao cho nó sử dụng những cái lá màu xanh, lá non. Và cuối cùng bên ngoài thì mình sử dụng lá da để bọc phía bên ngoài. Lạt giang thì mình lấy lạt giang về xong là mình tước mỏng ra. Rồi đến thịt thì thái vừa miếng, luộc sơ chế qua, rồi thái vừa miếng, rồi ướp hạt tiêu và muối. Rồi đến nguyên liệu tiếp theo nữa là đỗ. Thì ở nhà mình thì đỗ thì nhà mình không gói đỗ sống mà là gói đỗ đã được nấu với nước thịt, nó cho thêm gia vị vào. Và cuối cùng là lặn nhân. Đấy là xong cái giai đoạn đầu tiên là lặn nhân. Đấy, cuối cùng là sau khi mà lặn nhân xong thì mình sẽ tiến hành gói bánh. Dạ vâng chị ơi, thế những cái chiếc bánh chưng như thế này thì chúng ta sẽ luộc trong bao nhiêu lâu hả chị?
bánh thì là tùy từng thời điểm và trọng lượng. Ví dụ như là đối với bánh ngày thường trọng lượng nó bé thì từ 8 đến 9 lạng, hơn 1 cân thì mình sẽ luộc dao động là vào khoảng 8 đến 10 tiếng. Còn đối với bánh ngày Tết này thì trọng lượng nó to hơn nên là thời gian mình cũng yêu cầu dài hơn, là sẽ luộc dao động vào tầm khoảng 12 tiếng. Dạ vâng, để làm ra được một chiếc bánh chưng thì có lẽ là rất là kỳ công đúng không ạ? Bây giờ chị có thể hướng dẫn em làm một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh có được không? Để em làm như này, em lấy hai cái tàu lá em để chéo lại. Đấy, xong là em cho một tí gạo, một ít gạo phía trước. Xong là em cho nhân lên. Nhân lên rồi bắt đầu mình đổ nốt cái phần gạo còn lại nhá. Xong là đấy như thế, rồi mình lấy hai cái mình lấy tay mình cuốn hai cái đầu lá lại. Sau đó là mình sẽ bẻ một đầu lại giữ bánh, sau đó là mình sẽ bẻ cái đầu trên. Em gập góc xuống. Rồi, đấy như thế. Đây là thành quả của Thúy Quỳnh sau khi đã nhờ chị An hướng dẫn ra một chiếc bánh chưng. Và sau đây, Thúy Quỳnh sẽ phải đến bước tiếp theo, đó chính là gói vỏ bánh. Lớp vỏ bánh thì phải là những chiếc lá già và không sâu. Sau đó, phải có một lớp lá lót để giúp cho bánh chắc và cứng. Chị ơi, công đoạn này tiếp theo mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Đấy. Em cũng làm kiểu tương tự, em dùng em cho lên cuốn này để giữ cho cái bánh làm sao chắc chắc nhất có thể. Đây gặp lại ư đúng không, gặp lại này có thể dễ hơn một chút. Thế xong rồi lại mình lại làm tương tự như vậy. Cái này đúng không ạ? Đúng không? Đẹp hơn rồi đấy. Để góc đẹp hơn hẳn. Bây giờ mình để góc như thế này được rồi. Bây giờ mình chỉ việc luộc nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ buộc làm nữa thôi đúng không ạ? Buộc bánh thì đây, đầu tiên là em dùng cái dây em để thừa ra một đoạn như này này. Đấy, như này. Rồi em nhìn chị. Rồi xong bắt đầu em cuốn làm sao mà để cái dây dài nó luôn luôn ở phía trong và mình luồn xuống phía lưng của bánh ấy. Nhớ cái nguyên tắc đấy thì khi mà mình buộc mình nó không bị nhầm sợi. Đấy, em cuốn như thế. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, thế cuốn như thế luồn. Đây chính là thành quả của Thúy Quỳnh sau một hồi được chị An hướng dẫn làm cho một chiếc bánh chưng. Và chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang công đoạn tiếp theo, công đoạn luộc bánh. Điều đặc biệt của bánh chưng bắt đầu chính là nguồn nước dùng để luộc bánh. Bánh chưng bờ đậu được luộc bằng nước suối nguồn ở trên núi đá phía sau làng bờ đậu, mà người dân nơi đây vẫn gọi đó chính là nước giếng thần. Chính cái thứ nước trời cho trong vắt này đã giúp cho chiếc bánh chưng bờ đậu giữ nguyên được màu tươi xanh của lá dong và tạo nên hương thơm đậm đà hòa quyện trong từng nồi bánh. Là chiếc bánh chưng thành phẩm mà Quỳnh vừa tự tay gói dưới sự hướng dẫn của chị An. Và hôm nay Thúy Quỳnh có mời đến đây một người bạn tên là Kiều Trang. Và sau đây xin mời các bạn hãy cùng với Quỳnh và Trang thưởng thức chiếc bánh chưng này nhé. Mời Trang. Chưng rất là thơm, mùi thơm của gạo hòa lẫn với đậu xanh, mùi béo ngậy của thịt mỡ. Thật sự là bánh chưng bờ đậu rất là ngon. Không biết là bánh chưng thì ngoài ăn trực tiếp như thế này thì không biết là có thể chế biến theo cách nào khác nữa không nhỉ?
ăn kèm với dưa hành này. Hoặc là có thể là giới trẻ thì bây giờ chúng mình thích ăn salad đúng không? Chúng mình cũng có thể ăn với salad. Cũng có thể là bọn trẻ con, ngày xưa thì tớ hay thường chấm đường, tớ với em tớ ai ăn chấm đường. Rất là ngon đấy, cậu nên thử. Bánh chưng rán chắc là ngon lắm đấy nhỉ? Bánh chưng rán thì ăn với tương ớt thì quả là tuyệt vời vào mùa đông này. Nếu như đã đặt chân đến Thái Nguyên thì các bạn nhất định phải đặt chân tới làng nghề bánh chưng Bà Đậu và thưởng thức chiếc bánh chưng thơm ngon và béo ngậy như thế này nhé. Về với sự nhộn nhịp của thành phố, chắc chắn Thúy Quỳnh sẽ còn quay lại Thái Nguyên nhiều lần nữa để trải nghiệm hết văn hóa và con người nơi đây.